Sóc đang ăn trái cây, mình đang ngồi trong xe nè các bạn, thấy không? Hôm nay lại đi câu nữa nè các bạn ơi, mà hôm nay xuống lại bị mưa rồi. Đi làm clip cho YouTube nè, thấy không các bạn? Mưa lâm râm mà chạy trên nhà không có mưa mà xuống đây lại bị mưa các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha, cho mình một like, chia sẻ và đăng ký nha các bạn. Tội nghiệp mình không? Đi câu cá trời mưa nữa nè, xuống sở đẹp quá. Ở trên cao đó là trái mâm xôi da mọc quang dài đó các bạn ơi, mọc trên rừng, mọc éo que, mọc nhiều chỗ lắm. Anh Bảy đang móc mồi cần câu cho mình kìa các bạn ơi. Mình câu cá nhưng mà mình sợ con trùng lắm, mình không dám đụng. Đây, trái mâm xôi mọc quang mà các bạn thấy không? Chín đỏ tươi luôn á. Wow, bông súng màu hồng rất là xinh luôn. Lớp lì. Watery. Đẹp quá à. Hello anh Bảy, hello. Hello. Đi câu trời mưa ha. Yeah. Đang làm clip cho YouTube phải không? Vì thì phải không? Wow, chỗ câu cá nè các bạn ơi, cái dầu mâm xôi á, nhiều dễ sợ luôn á, nó chín đen thui à, thấy không? Lúc nữa mình hái mấy trái nè ăn nè, trái to giống như mỗi mình đi hái mà chỗ trả tiền đó các bạn. Bây giờ anh Bảy đang câu, nãy giờ mà chắc không có con gì hết. Anh Bảy đang kéo lên không có cái gì hết. Hello anh Bảy, có cá không? Nãy giờ có con nào không? Hả? Con bự đang đứng. Wow, thấy các bạn thấy chỗ anh Bảy đứng không? Hả? Ăn từ cái ao rồi. Nãy giờ cần câu của mình dính á, mình không để ý á. À, nó ăn nhiều quá, anh Bảy kêu và anh Bảy kéo giùm mình nè các bạn, cá rô á. Đâu? dính lâu dễ sợ luôn. Dính lâu dễ sợ, con cá dính rong luôn hả? Dính rong luôn, dính lâu lắm rồi tại mình để đó, mình quay video quá. Hello. Chị Phương câu nè. Chị Phương câu rồi để con cá ăn mất tiêu rồi, nào hay luôn rồi. Chết luôn không? Con làm gì thích? Con cá còn sống phải không? Nó chết rồi. Ủa nó câu dính lâu quá, nó chui xuống lòng luôn. Ok, đã kêu lấy. Bây giờ ngưng mưa rồi, ở ngoài kia là các bạn thấy không? Hai quay xe đang chạy đó. Em quay đây có không? Dính nữa hả? Dính thêm con nữa các bạn ơi. Đây, con cá rô nữa. Bị sảy hết mấy lần rồi. Nãy giờ dính mà bị hụt không à các bạn ơi. Cảnh đẹp không? Hết mưa rồi, cảnh đẹp ha. Nhà ở đây đẹp quá à.
nữa hả? Phải. Không? Hết mưa rồi. Đẹp không các bạn? Có con súng ăn. Súng con hồng. Ở trên là nguyên một cái hàng rào trái mâm xôi. Mấy hàng rào một cái mập. Cái mập hay bờ đê đó các bạn. Nãy nữa hả? Xảy nữa hả? Chắc con cá này nó khôn quá, nó chỉ ăn mồi thôi à. Thấy. Nhưng mà lúc em quay vào em không nhìn được đây. Chắc bị dướng á. Đây, nãy giờ mình vuột nhiều lắm rồi các bạn ơi. Giờ anh bậy dính con nữa nè. Đây. Cá rô đây. Đây dính con cá rồi các bạn ơi. Còn mình thì vuột không à, tại mình không biết câu. Mình là kéo lên. Được một con cá rô nữa nè các bạn ơi. Đây dính con cá nữa nè các bạn ơi. Đây rồi một con nữa. Đây hết mồi rồi mà câu vẫn dính cá các bạn. À ok. Hụt. Kìa cá đang ăn kìa phải không? Hụt nữa hay là cá hụt không à? Mà nãy giờ vụt không à ha. Muốn kéo ra đi. À, hết mưa bắt đầu người ta ra chơi tàu nè các bạn ơi. Đúng không? Đi làm YouTube phải kiếm video nè, thấy chưa? Thế coi có anh bạn có con cá nào ăn nữa không ta? Đang giật giật á hả? Nãy giờ bị vượt nhiều à. À cái nó phao nó rung rinh kìa, nó moving kìa. Ô nó nhảy như như nhảy kìa. Ô kéo ra. Vượt. Sao hay, tại nó mới ăn ở ngoài hả? À, vượt nữa. Đây nè các bạn ơi, được bao nhiêu nè. Hình như bị câu kéo lên rồi rớt ra ngoài cũng 5-6 con gì rồi. Đây trái dại chính là bà con thấy không. Bây giờ câu cá xong mình đi về.